Bài này mình sẽ về cái phần thêm sheet mới này, xóa sheet đi và copy một cái sheet có sẵn. Đây là phần sheet này, và bạn sẽ đi quan tâm ba thằng này. Đầu tiên là cho dù là một mã hàng mới hay là một mã hàng đã có sẵn chăng nữa, nếu mình muốn dựng một cái hình, muốn dựng thêm hình thì bạn nên tạo ra một cái sheet mới trước để bạn dựng hình trong cái sheet đó. Và bạn hiểu là từng mục này, từng mục, từng chi tiết này này, nó sẽ từng sheet một nhé. Đầu tiên là cái cách mà tạo ra một cái sheet mới, đạo hiểu là một vùng làm việc mới đi ạ. Vào trong sheet này, chọn vào new sheet. Các bạn thấy này, chỗ này nó đang có cái thằng biểu tượng này này. Và ở đây bạn sẽ ấn gì dàn đều ra. Và cái phần mà để dàn đều ra thì mình sẽ học ở trong bài sau. Ở đây mình đang đi là đi từ phía trên này này, sau đó sẽ xuống dần phía dưới này. Đây bạn di ra, dàn ra. Nếu bạn chỉ vào các cái chi tiết khác bạn sẽ không thấy nó đâu nữa. Và cái mới tưởng nó ở dưới cùng. Ở dưới cùng này, tất cả các chi tiết ở trên này sau, xong đến dưới nữa. Dưới mới cùng này, nếu còn nữa nó sẽ nằm bên này. Giúp mình tạo thêm một sheet nữa này. Rồi, ấn di dàn ra. Bạn thấy là hai thằng ở hai bên này. Đây. Rồi, bây giờ muốn phóng thầy lên. Muốn phóng thầy lên, bạn ấn home. Bạn đưa lên, bạn nhìn thấy trên này. Bạn có thể dựng bất kỳ cái hình gì trên này. Và bây giờ dừng lại ở phần này thôi, còn dựng hình nó sẽ ở những bài sau. Rồi, bạn thấy là bạn đang có hai cái thằng này, bạn có hai cái thằng này, nó bị dư thừa ra, bạn không cần nữa. Thật sự bạn chỉ cần một thằng thôi chẳng hạn, thì bạn sẽ phải xóa đi một thằng đúng không? Thì mình sẽ vào trong sheet này, và có một thằng là delete này, phím nóng này là phím Z. Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng này này, và trái chuột xóa nó đi. Nếu cần thầy nữa thì cần thì để, còn nếu không bạn xóa đi, trái chuột xóa đi. Và tiếp tục với các chi tiết này, giả sử mình muốn xóa một cái tay chẳng hạn, trái chuột xóa, ấn gì ra để dàn ra. Khi mà dàn đều ra mình thấy là cái biểu tượng của thằng này này nó vẫn còn cái chi tiết này, tức là nó vẫn còn cái hình dựng lên đấy. Bạn phải trái chuột xóa một lần nữa thì mới hết được. Nhưng bây giờ mình muốn làm sao để xóa một lần mà nó có thể mất được luôn, chứ nó không phải mất hai lần để xóa nữa, thì bạn sẽ kết hợp giữ shift là trước khi xóa thì bạn giữ shift đã, xong trái chuột chọn chi tiết cần xóa, ấn gì dàn ra thì nó chắc chắn 100% là nó không còn cái chi tiết ở đấy nữa, nó không còn cái đường dựng kia nữa. Và xong rồi, bây giờ muốn kết thúc lạnh ý, muốn kết thúc lạnh thì bạn chọn vào thằng current sheet này, trái chuột chọn current sheet này thì lạnh nó không còn nữa. Và bạn để ý này, khi bạn chọn lạnh trên này, bất kỳ chọn lệnh nào thì chỗ này nó cũng ra biểu tượng của lệnh này, cũng hoặc tên lệnh này, tùy theo lúc mà mình để hình ảnh hay là để theo chữ. Thì đây là cái thông tin lệnh mà mình đang sử dụng ở trên này. Và nếu bạn mà nhìn người khác làm thì bạn có thể sử dụng là nhìn qua đây được, là biết người ta đang dùng lệnh gì. Rồi tiếp theo nữa là bây giờ mình đang có một cái thằng thân này, thân trước này, mình muốn là có một thân trước này nữa, nó tương tự như thân đấy, để mình đặt đối xứng sang và vẽ thêm một vài đường đặc biệt nó khác đi thôi. Thì bạn sẽ làm thế nào ạ? Bạn vào trong sheet này, bạn thấy là có một thằng là Ctrl C, bạn trái chuột chọn Ctrl C này, sau trái chuột chọn chi tiết đưa ra ngoài. Đây, nếu bạn cứ đưa nhiều lần ấy, thì nó sẽ nhiều tiết. Đây mình đưa 4 lần cho nên ra 4 cái chi tiết thêm. Còn tiếp tục này, nếu bạn muốn xóa thì bạn nhớ là bạn vào trong sheet này này, sau đó chọn delete này, phím Z đấy, giữ shift trái chuột, trái chuột, trái chuột, và vào đây thoát lệnh luôn nhá. Coi như bạn bỏ lệnh đấy luôn, tránh trường hợp là bạn chỉ vào chi tiết khác mà nó bị xóa đi. Và chỗ này nếu mà nó ít chi tiết thì mình có thể để ý được, nhưng mà nhiều chi tiết ấy thì bạn sẽ không để ý được chỗ đó, và có thể là gây ra là bị thiếu ở trong đấy. Khi xong rồi ấn gì để dàn ra, bạn thấy là có hai cái chi tiết ở đây, hai chi tiết trước, và mình muốn lật hay muốn xoay như nào đó hay muốn vẽ hình gì trong này thì cái đấy nó sẽ nằm trong những bài tiếp theo.